Nhiếp thủ quan trung quy tịnh độ, chánh giác hoa thượng ngộ vô sanh. Đoạn phim ghi lại tỳ kheo ni Thích Pháp Giác vãng sanh tại chùa Cẩm Thạch Nham, Trung Quốc, âm lịch ngày 21 tháng 12 năm 2004. Đại sư Thiện Đạo tại trong vãng sanh lễ tán nói rằng, Đức Thế Tôn Di Đà vốn phát thệ nguyện sâu rộng, lấy danh hiệu Quang Minh độ hóa mười phương, khiến cho tinh sâu nguyện thiết niệm Phật cầu sanh, hoặc suốt đời niệm Phật cho đến mười tiếng hoặc một tiếng. Nhờ bốn nguyện quay thần của Phật mà được vãng sanh tịnh độ. Trong văn sao của Đại sư Ấn Hoàng nói, A-di-đà Phật trong vô lượng kiếp phát 48 lời nguyện để độ thoát chúng sanh. Nguyện thứ 18 có nói, nếu có chúng sanh nghe danh hiệu của tôi, chí tâm hồi hướng nguyện sanh nước tôi cho đến 10 niệm, nếu không được sanh thì tôi chẳng lấy ngồi chánh giác. A Di Đà Phật thệ nguyện độ chúng sanh, nếu chúng sanh không cầu tiếp dẫn, Phật cũng không có cách nào. Còn nếu chúng sanh chỉ tâm sinh niệm, thề quyết ra khỏi cõi ta bà, không một chúng sanh nào mà không được Phật tiếp dẫn vãng sanh. Tỳ kheo ni Thích Pháp Giác vãng sanh tại chùa Cẩm Thạch Nham, núi Đan Hà, huyện Nhân Hóa, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, lại thêm một lần nữa đã kiến chứng bốn thệ nguyện lực của A Di Đà Phật, lời nguyện chân thật của Ngài, chúng sanh xưng nạm, xưng niệm nhất định được vãng sanh. Núi Đơn Hà thuộc huyện Nhân Hóa. Phong cảnh thiên nhiên của núi Đơn Hà rất nhiều, có thác nước, có động đá, phong cảnh bốn mùa tươi đẹp, là một nơi để cho du khách đến thăm viếng, là một danh lam thắng cảnh của miền Nam Trung Quốc. Chùa Cẩm Thạch Nham ở dưới chân núi Đan Hà, xây cất ở dưới chân núi, động đá thiên nhiên rộng lớn, có Thất Phật Điện, Quan Âm Điện và Đại Hùng Bửu Điện. Hiện nay có 20 mấy vị tỳ kheo ni đang tu hành ở đó, dưới sự lãnh đạo của vị trụ trì Ni Sư Pháp Hiền. Ngôi đạo tràng này là chuyên tu chuyên hoằng pháp môn tịnh độ.
Đây là vị tỳ kheo ni thích pháp giác. Sư cô pháp giác đang tụng kinh. Đại chúng đang đi kinh hành niệm Phật. Từng bước đi niệm Phật rất là trang nghiêm. Những vị tỳ kheo ni này chuyên tu tịnh nghiệp, một lòng cầu sanh tịnh độ. Kheo ni thích pháp giác là người Nhạc Dương tỉnh Hồ Nam, thế danh là Thạch Nguyên Chi, sinh ngày mùng 3 tháng 6 năm 1971. Vào năm 1996, cô đến chùa Cẩm Thạch Nham lễ ni sư Thượng Kiến Hạ Thành cầu thế độ xuất gia. Cũng năm ấy, ngày 25 tháng 9, cô thọ giới cụ túc tại chùa Vân Môn, tỉnh Quảng Đông. Sau đó cô đi tham học tại chùa Phổ Thọ ở núi Ngũ Đài. Trong tâm thường cảm thấy thế gian vô thường, muốn mau liễu thoát sinh tử. Năm 2000, cô đến núi Đông Thiên Mục ở Hàng Châu, bắt đầu chuyên tu tịnh độ, cương quyết cầu sanh tịnh độ. Tỳ kheo ni pháp giác lúc còn sanh tiền, hết lòng hộ trì thường trụ, nghiêm trì giới luật, hành vi đoan nghiêm đối với mọi người hòa thuận, thường lấy lòng từ bi giúp đỡ cho mọi người. Đi đến nơi nào mọi người đều hoan hỷ, bởi vì thân thể của cô không được khỏe mạnh, lại nhiều bệnh, cho nên thường hay tùy duyên mà khai thị cho mọi người rằng thân mạng là vô thường, sanh tử mau chóng, không thể lơ là giải đãi, phải nên niệm Phật cầu sanh tịnh độ là việc chủ yếu nhất, là quan trọng nhất. Âm lịch ngày 21 tháng 12 năm 2004, sư cô pháp giác nhân chuyến đi đến Hồ Nam để trợ niệm cho một vị lão cư sĩ. Trên đường trở về chùa, chứng bệnh tim của cô bạo phát, đột nhiên ra đi. Sau đó thì chúng cư sĩ ở Hồ Nam bắt đầu trợ niệm cho cô, không phân ngày đêm, không có ngừng nghỉ. Trợ niệm đến ngày thứ ba thì đưa về chùa Cẩm Thạch Nham. Do vì bệnh tình lúc bộc phát mà ra đi, dùng những phương pháp cứu cấp lại trên qua đường dài bôn ba, cho nên mặt tai mũi miệng đều là màu xanh, toàn thân nổi phồng, thật là khiến cho người đau lòng, khiến cho người thương tiếc. Sau khi trở về chùa, ni sư Thượng Pháp Hạ Hiền hướng dẫn mọi người đốt nhang quỳ xuống khẩn cầu A Di Đà Phật từ bi mau đến tiếp dẫn sư cô pháp giác vãng sanh tịnh độ. Amen.
đứa bé cũng niệm Phật. Từng tiếng Phật hiệu vang ra khắp nơi trong tự viện, mỗi người niệm Phật với tấm lòng chân thật nhẫn nại, vang khắp cả hư không pháp giới, hy vọng Đức A Di Đà Phật từ bi tiếp dẫn sư cô pháp giác vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Mọi người hết lòng nhất tâm nhất ý trợ niệm cho sư cô pháp giác. Tiếng Phật hiệu vang lên rất đều đặn. Sư cô pháp giác, cô vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thượng phẩm thượng sanh, khổ độ chúng sanh. Đây là thân nhân của sư cô pháp giác đang quỳ trước tượng Phật, chí thành lễ Phật, phát nguyện dùng nhang đốt trên cánh tay lễ tạ hồng ân của Phật, nguyện cầu tam bảo từ bi gia trì tiếp dẫn sư cô pháp giác vãng sanh Tịnh Độ. Mọi người đều rất cảm động sự hiếu thân hiếu hạnh của anh. Sư cô pháp giác lúc còn sanh tiền đối với pháp môn niệm Phật, tin sâu nguyện thiết, nay nhân duyên trọ trợ niệm vô cùng thù thắng, cũng là lòng từ bi vô lượng của A Di Đà Phật. Với nguyện lực rộng lớn, Phật lực gia trì không thể nghĩ bàn, nguyện lực của mọi người cũng không thể nghĩ bàn. Trong lúc trợ niệm cho sư cô pháp giác, đồng thời mọi người cũng tụng kinh phóng sanh bố thí, làm những việc công đức vân vân để tiêu trừ chướng ngại trợ niệm được vãng sanh. Nguyện mong cầu tương ứng Phật quang phổ chiếu khắp hư không pháp giới, khổ độ chúng sanh. Mọi người niệm Phật không gián đoạn, thân thể của sư cô pháp giác dần dần đang biến đổi, sự biến đổi thật là bất khả tư nghị. Mỗi người trợ niệm đến ngày thứ sáu thì trên nét mặt của sư cô dần dần chuyển sanh thành hồng hào, nét mặt rất là đầy đặn, hai lỗ tai chuyển sanh thành đỏ. Amitabha, 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 Amitabha.
mỗi người niệm Phật ngày đêm không ngừng để trợ niệm cho sư cô phát giác. Mọi người đều nhìn thấy trên nét mặt của sư cô pháp giác rất là sáng sủa, nét mặt vui tươi an tường, từ bi hiền hòa, phưởng phất hình như, phưởng phất hình như sư cô đang ở chung quanh chúng ta. Sư cô đã vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới trong liên hòa hóa sanh. Mọi người đều vô cùng tán thán nét mặt của sư cô pháp giác bây giờ còn đa, còn trang nghiêm hơn lúc còn sanh tiền. Niệm đến ngày thứ bảy, mọi người bắt đầu thăm dò thân thể của sư cô pháp giác như thế nào. Đã trải qua 7 ngày mà cánh tay rất là mềm dịu, những ngón tay có thể cong vào duỗi ra rất là tự nhiên. Sư cô pháp giá, cô đã vãng sanh thượng phẩm, thượng sanh thượng phẩm, hãy trở về được hóa độ chúng sanh. Cánh tay có thể đưa lên đưa xuống rất là tự nhiên. Hai chân có thể co ra, co vào giãn ra, có thể ngồi xếp bằng tự nhiên, thân thể mềm mại, thật là bất khả tư nghị. Đỉnh đầu nóng là chứng minh sư cô đã vãng sanh Cực Lạc thế giới. Sư cô pháp giác đích thật là đã vãng sanh Cực Lạc thế giới. Mọi người đều rất là hoan hỷ. Sư cô pháp giác, hãy thừa nguyện tái lai hóa độ chúng sanh. Lỗ tai của cô rất là mềm dịu. Khuôn mặt rất là từ bi. Đây là
được Phật lực gia trì bất khả tư nghị. Vị đó là A Phương đó, vị đó đã từng nằm trên bao thấy được sư cô pháp giác. Đệ tử pháp hiền và thân nhân quyến thuộc đồng tu niệm Phật thánh hiệu, tụng kinh phóng sanh, làm các việc công đức, hồi hướng cho tỳ kheo ni pháp giác, được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thượng phẩm thượng sanh. Mọi người niệm Phật bắt đầu rời khỏi chùa. Bây giờ đi đến lò hỏa thiêu. Tiếng Phật hiệu vang lên khắp mọi nơi. Đến ngày thứ 8 thì cử hành lễ trà tỳ, tức là hỏa táng. Những cuộn khói từ lò phun ra cuồn cuộn bay lên, giống như từng đám mây trắng hướng về phía tây mà bay đi, thật là vi diệu không thể tả. Sau khi trà tỳ, đến ngày hôm sau, trên không ngoài trời, từng cụm mây khói, cảnh vật núi non quang đãng, mọi người bắt đầu thâu nhặt xá lợi. Mọi người đều phát hiện có rất nhiều xá lợi màu sắc khác nhau, như màu trắng, màu xanh biếc, màu đỏ, màu vàng. Càng vi diệu hơn hết là có một xá lợi tạo thành một vị La Hán, đầy khiến cho mọi người tán thán vô cùng. Đây là vị La Hán. Xá lợi La Hán.
những mảnh hoa xá lợi màu sắc khác nhau, hình thái cũng khác nhau, trông rất là đẹp mắt. Đây là chứng minh sự tu hành đã có thành tựu. Mọi người mang xá lợi về chùa an vị, đột nhiên có người phát hiện trên không trung có một làn hào quang từ phía tây chiếu thẳng vào chùa. Có người kêu lên: Phật quang, Phật quang phổ chiếu. Phật quang phổ chiếu bất khả tư nghị. Mọi người đều rất hoan hỷ vui mừng. Mọi người đều được Phật quang phổ chiếu. Sau đó Phật quang phổ chiếu đến trước mặt mọi người. Phật quang càng lúc càng thù thắng. Trong Phật quang có rất nhiều màu sắc, có ánh sáng màu lam, có ánh sáng màu đỏ, có ánh sáng màu vàng, có ánh sáng màu trắng, có ánh sáng màu kim sắc, càng lúc càng sáng. Ánh sáng của Phật bất khả tư nghị. Ánh sáng của Phật chiếu thẳng vào chùa. Mọi người vui mừng không thể tả. Đây,
mọi người đều tiếp nhận Phật quang phổ chiếu, mọi người có duyên đều được độ thoát. Phật quang phổ chiếu rất lâu. Phật quang phổ chiếu thanh tịnh triệt để, rất là thanh lương. Phật quang xuất hiện kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Mọi người rất là vui mừng, kể cả đứa bé cũng vui mừng đảnh lễ. Đứa bé cũng biết niệm Phật. Có người thấy được sư cô pháp giác ngồi trong hào quang, có lẽ cô trở về thăm mọi người. Lại có người thấy được kim long xuất hiện, rồng vàng bay qua. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói rằng A Di Đà Phật có ánh sáng thiện hảo, sáng hơn mặt trời và mặt trăng ngàn ức vạn lần, cho nên gọi là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương, cũng gọi là Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Quang Phật, Vô Biên Quang Phật, Vô Ngại Quang Phật, Vô Đẳng Quang Phật, cũng gọi là Trí Huệ Quang, Thường Chiếu Quang, Thanh Tịnh Quang, Quang Hỷ Quang, Giải Thoát Quang, An Ẩn Quang, Siêu Nhật Nguyệt Quang, Bất Tư Nghị Quang. Những ánh sáng như thế phổ chiếu mười phương tất cả thế giới. Nếu có chúng sanh nào gặp được ánh sáng này thì tội diệt phước sanh, thân ý nhu hòa. Nếu ở trong tam đồ cực khổ mà thấy được ánh sáng này, đều được cứu độ. Lúc sắp mạng chung đều được giải thoát. Phật quang hãy còn đang phổ chiếu.
你看这个真是五彩光哎。阿弥陀佛。Hãy xem kìa, có những đóa hoa liên hoa trắng lớn nhỏ không đồng đang ở trong Phật quang thanh thoát nhẹ nhàng lên xuống, thật là cảnh tượng bất khả tư nghị, chưa từng có thấy qua.